Mọi người xem chiếc Ford Mustang nhé, đây là màu đen này. Chiếc xe thì có thể mở được hai cửa, có thể xoay được vô lăng này, điều chỉnh được góc bánh xe này. Đó. Chúng ta xoay vô lăng thì góc bánh xe sẽ điều chỉnh theo. Một trong những cái mẫu xe thể thao nổi tiếng của Ford, đây là Mustang GT. Phần đuôi này. Khi chúng ta xem chiếc Mustang này thì so với các cái mẫu xe thể thao nổi tiếng thì nó không kém cạnh gì. Đó. Chiếc xe màu đen, nội thất cũng màu đen luôn. Nhìn rất là ấn tượng, phải không ạ? Phần đầu xe là biểu tượng của hình chú ngựa. Đó. Trên nóc capo thì có những cái đường vân dập nổi, nhìn rất là khỏe khoắn, mạnh mẽ. Nên cụm đèn này. Đây, điều chỉnh góc bánh xe này ạ. Trên đây thì chúng tôi xin giới thiệu chiếc Mustang. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.